ngày 3 tháng 1, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ hai anh em trai vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp một du khách người Nhật trong suốt 3 tuần. Điều tra ban đầu cho biết là hai anh em này đã dùng súng trấn áp nữ du khách ở một khu vực gần thành phố Bodh Gaya, địa điểm linh thiêng của Phật giáo. Chúng đưa nạn nhân tới một căn phòng trong lòng đất và liên tục cưỡng bức cô trong suốt 3 tuần. Nạn nhân người Nhật là một nữ sinh viên. Cô đi từ Kolkata tới Gaya từ hồi tháng 11 năm 2014. Kể từ sau vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi hồi năm 2012, làn sóng phản đối nạn bạo hành phụ nữ lan tỏa khắp Ấn Độ. Tuy nhiên, các vụ cưỡng hiếp vẫn liên tiếp xảy ra. Một số phụ nữ nước ngoài đã bị tấn công, khiến số lượng du khách đến Ấn Độ sụt giảm.